Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 67. Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số, trang 77, 78. Vở bài tập môn toán lớp 3, tập 1. Các em nhớ đây là tập 1 nha. Và các em nhớ rằng cái bài chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số này, chúng ta sẽ có 2 tiết, tức là 2 bài. Đó, và đây là video thứ nhất hay là tiết thứ nhất thầy quay. Được chưa? Rồi, và như thường lệ, lúc nào chúng ta cũng có cuốn tập hay là vở ghi nhớ để chúng ta làm bài nha. Rồi, không linh tinh liên thuyền nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú. Đó, bài của chúng ta này. Ta đến với bài số 1 nhá. Câu A này, họ yêu cầu mình tính và chúng ta có rất là nhiều những cái phép tính hay là phép chia ở đây. Được chưa? Và thì đây là những cái dạng phép chia các em đã học rồi, nhưng nó chỉ có cái khác hai chữ số cho một gì? Một chữ số, và nó sẽ có thể là phép chia hết hoặc nó là phép chia có dư. Đúng không? Rồi. Vậy thì ở đây 5 này, chúng ta thấy 5 chia cho 3 có được không? Đúng, được đúng không? Vậy thì 5 chia cho 3 các em sẽ được bao nhiêu? Một lần là viết 1 này. 1 nhân với 3 bằng mấy? Bằng 3 này. Chúng ta viết 3 này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ gì? Trừ. 5 trừ đi 3 bằng 2. Hạ số mấy? Hạ số 4 xuống này. Viết 4 này. 24 chia cho 3 được 8. Chúng ta viết 8 này. Lại lấy 8 nhân 3 bằng 24, viết 2, 24, 24 trừ 24 bằng 0. Vậy thì đây là phép chia gì? Phép chia hết. Được chưa? Đó, các em nhớ từng bước lần lượt của chúng mình làm nha. Rồi, 68 chia cho 4 cũng vậy nè. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ lấy 6 chia cho 4 nè. Thì 6 chia cho 4 cũng chỉ được mấy lần thôi? 1 thôi. Viết 1 nè, 1 nhân 4 bằng 4, viết 4, được chưa? Giờ lấy 6 trừ 4 bằng 2, chúng ta viết gì? Viết 2. Hạ số gì? Số 8, chúng ta được là 28. 28 chia cho 4 được mấy? Được 7 lần, đúng không? 7 nhân với 4 bằng 28, ta viết 28. Giờ là 28 trừ 28 bằng 0. Đó, và các em nhớ chúng ta dùng thước kẻ, chúng ta kẻ cho nó thẳng nhé. Vì thầy viết ở đây để mang tính chất biểu diễn cho các em xem thôi. Rồi tương tự như vậy thì 84 chia cho 6 này. Ta cũng sẽ lấy 8 chia cho 4 trước này. 8 chia cho 4 được 1, chúng ta viết 1. Xin lỗi, 8 chia cho 6. 1 nhân 6 bằng 6, chúng ta viết số 6. Được chưa? Lấy cái thước kẻ nha. Không có em lại bảo là thầy trình bày ẩu tả thế. Đau lắm. Rồi, nhớ nha. Rồi, bao nhiêu? 8 trừ đi 6 bằng mấy? Bằng 2, viết 2. Hạ số 4, chúng ta được số là 24. 24 chia cho 6 bằng 4. 4 nhân 6 bằng 24, chúng ta viết 24. Sau đó lấy 24 trừ 24 bằng 0. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy, 90 chia cho 2. Đó, các em có thể dừng video, các em làm sau đó so sánh thôi. 9 chia cho 2 thì được mấy? 4 lần nè. 4 nhân 2 là 8, viết 8 nè. Được chưa? Bây giờ 9 trừ đi 8 bằng 1. Hạ số 0. 10 chia cho 2 được 5. 5 nhân 2 bằng 10. 10 trừ 10 sẽ bằng mấy? Bằng 0. Đó, xong. Được chưa? Ta đến các phép chia của bài B. 98 chia cho 3. Chúng ta sẽ lấy nè. 9 chia cho 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9 nè. Được chưa nè? Đó.
Bây giờ sẽ là 9 trừ đi 9 bằng gì? Bằng 0. Đó. Hạ số gì? Số 8 xuống. 8 chia cho 3 thì được mấy lần các em? Chỉ được 2 lần thôi. 2 x 3 sẽ bằng 6. 8 trừ 6 bằng 2. Như vậy đây là phép chia có gì? Có dư và dư 2. Rồi. 89 chia cho 2 này. 8 chia cho 2 thì lại được mấy? Được 4. 4 x 2 thì bằng 8 nè. Được chưa? Rồi. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ số mấy? Hạ số 9 xuống nè. 9 chia cho 2 được mấy? Được 4. 4 x 2 bằng 8. 9 trừ 8 bằng mấy? Bằng 1. Như vậy phép dư kết quả của chúng ta sẽ là 44 và dư mấy? Dư 1. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy. 87 chia cho 4 nè. 8 chia 4 được 2. 2 x 4 bằng 8. 8 trừ 8 thì bằng mấy? Bằng 0. Hạ số 7 xuống. 7 chia cho 4 thì chỉ được mấy lần các em? Được 1 thôi đúng không? Nếu được 2 thì nó lớn hơn rồi. 1 x 4 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3. Vậy thì đây là phép chia có dư và là dư 3. Được chưa? Rồi tiếp theo. 79 chia cho 7 nè. 7 chia cho 7 được 1. 1 x 7 bằng 7 nè. Được chưa? Rồi. 7 trừ đi 7 bằng 0. Hạ số 9 xuống nè. 9 chia cho 7 cũng chỉ được mấy? Một lần thôi. 1 x 7 bằng 7. Được chưa? Rồi, bây giờ 9 trừ đi 7 thì còn mấy? Còn 2. Và đây cũng là phép chia có gì? Có dư. Xong. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sang bài số 2. Bài số 2 là một bài toán họ cho mình như sau. Một quyển truyện có 75 trang. Đó, tức là cái quyển truyện này nó có là 75 trang này. Bạn Hiền, bạn đã đọc được 1/5 số trang. Bạn đã đọc được là 1/5 số trang, tức là 1/5 của bao nhiêu? 75 nè. Được chưa? Hỏi cái bạn này còn phải đọc bao nhiêu trang nữa? Đó, còn phải đọc là bao nhiêu trang nữa? Đúng không? Đó, vậy thì đây cũng là mấy? Cũng là bài toán hai lời gì? Hai lời giải. Lời giải thứ nhất chúng ta sẽ tìm là số trang bạn đã gì? Bạn đã đọc này. Đó, tìm được cái số trang này bạn này đã đọc thì chúng ta sẽ lấy tổng số trang này trừ đi số trang đã đọc, đúng không? Không khác gì cái bài ở trong cái bài số 66 hôm trước chúng ta đã làm, tức là cái số bàn ghế gì đó, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ giải đầu tiên nè. Số trang bạn Hiền đã đọc là, được chưa? Lời giải thứ nhất chúng ta tính là số trang bạn đã đọc, hay chúng ta ghi rõ tên bạn được. Số trang bạn Hiền đã đọc là. Đó, cái quyển truyện này có 75 trang này. Và bạn đã đọc được là 1/5 số trang, tức là số phần bằng nhau của một gì? Một số. Thì 75 mà chia cho 5 thì bằng bao nhiêu? Xem lật phép chia ra. 75 chia cho 5. 7 chia cho 5 thì được mấy? Được 1 thôi đúng không? 1 x 5 bằng 5 nè. 7 trừ 5 bằng 2. Được chưa? Hạ số mấy? Hạ số 5 nè. 25 chia cho 5 được 5. 5 x 5 bằng 25. 25 trừ 25 bằng 0. Vậy thì bạn đã đọc được là mười mấy? 15 trang.
đúng không? Đó, 15 trang. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính được. À, cái này là không phải số trang bạn còn phải đọc, đúng không? Hồi nãy thầy nhìn thầy tóm tắt sang là số trang còn đọc. Vậy thì đây họ chỉ hỏi là số trang bạn đã đọc thôi. Chúng ta chỉ cần lời giải 1 này thôi chứ không cần hai lời giải giống như lúc đầu, đúng không? Đó, và chúng ta sẽ có đáp số. Đáp số là bao nhiêu? 15 trang bạn đã đọc. Còn dễ hơn cả là giống như lúc đầu thầy trò mình hướng dẫn, đúng không? Xong. Rồi. Sang bài tiếp theo nè. Có 58 lít nước mắm. Cũng là bài tiếp tục là có nè. 58 lít nè. Rót đầy vào các can. 5 lít. Rót đầy vào can 5 lít. À, can thì là 5 lít một can. Hỏi có thể rót được nhiều nhất vào bao nhiêu can và còn thừa mấy lít? Ồ, vậy thì đây thực chất chúng ta sẽ làm là một phép chia 58 chia cho gì? Chia cho 5 thôi. Được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta chia phép chia này thì thương được bao nhiêu sẽ là số gì? Số can này. Đó, và số dư á, số dư đây nè. Đó thì chính là gì? Còn thừa. Được chưa? Đó, theo đúng bài toán nhé. Tóm tắt gọn, ngắn gọn là như vậy. Được chưa nào? Và vậy chúng ta sẽ trả lời luôn nè. Trả lời luôn nhé. Hỏi có thể rót được nhiều nhất vào bao nhiêu can? Vậy chúng ta có thể trả lời đầu tiên là gì? Số can. Số can. Có thể rót được nhiều nhất là. Có thể rót được nhiều nhất là. Đó, chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? Lấy 58 nè. Các em chia cho mấy? Chia cho số 5 nè. Vì 5 lít một can, đúng không? Các em đặt phép chia. 58 chia cho 5. 5 chia cho 5 được 1. 1 nhân 5 bằng 5 nè. 5 trừ 5 bằng 0. Hạ số mấy? Hạ số 8 xuống nè. 8 chia cho 5 thì được mấy? Cũng chỉ được 1 lần thôi. 1 nhân 5 bằng 5. 8 trừ 5 bằng 3. Đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy dư ở đây 58 này là 58 gì? Lít. 5 đây là 5 gì? 5 can. Vậy thì chúng ta sẽ có thương là bao nhiêu? 11. Vậy thì thương này chính là gì? Được 11 can này. Và dư đây là dư 3 gì? 3 lít. Được chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời thôi. Can có thể rót được là 11 can. Và dư các em cứ ghi đây, dư 3 lít. Đó, vậy thì đây chính là gì? Kết quả của nó nha. Chúng ta hỏi còn thừa mấy lít thì chúng ta sẽ trả lời thêm một ý nữa. Vậy nha. Có thể rót được nhiều nhất là bao nhiêu các em? 11 can. Được chưa? Và còn thừa hay là dư, ở trong miền Nam các bạn gọi là dư đúng không? Và còn thừa là 3 lít nước mắm. Được chưa? Quá đơn giản rồi đúng không? Đó. Có thể giáo viên của các em sẽ có cách trình bày khác. Tuy nhiên thì đây sẽ là kết quả chung. Nó không thể khác được. Rồi, xong bài số 3. Chúng ta sang trang 78 nè. Trang 78 là bài số 4. Họ yêu cầu mình vẽ tiếp để được hình vuông. Đó, chúng ta có câu A, câu B, câu C.
Nhìn đây thì ai cũng làm được rồi, đúng không? Hình vuông là hình phải có bốn gì? Bốn cạnh bằng nhau. Đó, vậy thì đây các em nhìn này. Họ đã vẽ sẵn câu A này, họ đã vẽ sẵn cho mình ba cạnh rồi. Thầy sẽ lấy cái giấy thì che lại cho các em không bị phân tán bởi cái câu B. Rồi, họ đã lấy cái đường vẽ đây này, ta thấy này, cạnh thứ nhất này, 1 ô 2 ô này, cạnh thứ hai cũng 1 ô 2 ô, cạnh thứ ba cũng 1 ô 2 ô. Vậy thì cạnh thứ tư này cũng chỉ cần gì? Hai cái ô này thôi. Chúng ta sẽ nối lại, đây chính là gì? Hình vuông. Đó. Được chưa? Còn bạn nào mà kỹ ấy, thì chúng ta có thể, nếu giáo viên hỏi còn cách nào không, các em có thể dùng eke hoặc dùng thước chúng ta đo. Đó, cứ mỗi một cái này là một phết gì? Một phết năm, đúng không? Đấy, các em đo. Đó, đo theo đoạn. Tương tự như vậy thì đây, hình vuông có bốn cạnh bằng nhau, hai cạnh bằng ba gì? Ba ô rồi thì hai cạnh còn lại không có cách nào mà không bằng gì? Ba ô được. Đó, các em chỉ kẻ vào thôi, không cần phải chứng minh gì nhiều, đúng không? Đấy, bởi vì chúng ta chưa học đến toán dựng hình nên là không phải chứng minh nhiều. Rồi tương tự như vậy thì đây, hai cạnh là 4 ô thì hai cạnh còn lại chắc chắn phải là mỗi cạnh 4 gì? 4 ô. Xong. Đấy, như vậy thì chúng ta chỉ cần vẽ tiếp như thế thôi nha. Rồi và đến đây thì chúng ta đã thực hiện xong được cái bài số 67. Và như thường lệ, cuối mỗi video các em nhớ đừng bao giờ quên chia sẻ và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học trong lớp, trong trường nha. Rồi, tạm biệt các em.